Đây là một trong những cải tiến mới nhất của Apple trên nền tảng iOS 8. Với chức năng tin nhắn, giờ đây người dùng Việt có thể sử dụng giọng nói để nhập dữ liệu nội dung thay vì phải đánh chữ cái như trước đây. Khả năng nhận diện giọng nói tiếng Việt này có độ chính xác lên tới 90%. Ngoài ra, người dùng Việt cũng có thể gửi tin nhắn bằng giọng nói trực tiếp trên nền tảng này mà không cần đến sự hỗ trợ của các ứng dụng OTT khác. Cá nhân mình đánh giá thì cái mình thấy rất là hay đó là cái tính năng về quản lý tin nhắn mới của Apple. Như các bạn thấy hiện tại bây giờ chúng ta có thể sử dụng rất nhiều phần mềm như là OTT như là Viber, WeChat, WhatsApp, Messenger các thứ. Thì hiện tại Apple đã tích hợp tính năng đấy vào luôn cái trình gửi tin nhắn của mình. Chúng ta có thể chuyển tin nhắn thoại cho nhau, chúng ta có thể chuyển những cái video các thứ cho nhau và chúng ta có thể nhắn tin group với nhau. Và rất là lợi, chúng ta không cần phải cài đặt thêm một phần mềm, bất cứ phần mềm của hãng thứ ba nào cả. Nhắn tin hay là những cái mục tìm kiếm hay là những cái mục thông báo cũ thì mình có cảm giác là nó thân thiện hơn và dễ sử dụng hơn. Bên cạnh việc nâng cấp chức năng tin nhắn, iOS 8 còn được chú trọng cải tiến trong việc nhận diện giọng nói ở ứng dụng Siri, ứng dụng tương tác bằng giọng nói với người dùng. Thay vì phải ấn 3 lần nút Home như trước đây, thì với iOS 8, người dùng chỉ cần nói Hey Siri là ứng dụng sẽ lập tức phục vụ người dùng. Tell me the weather in Hanoi now. Thậm chí Siri iOS 8 còn có khả năng nhận diện lời hát và đoán tên của các khúc đó. Tuy nhiên, ứng dụng Siri này vẫn chỉ có khả năng nhận diện tiếng Anh và chưa thể đáp ứng với tiếng Việt. Ngoài ra, iOS 8 hiện vẫn còn khiến thiết bị hao pin nhanh và chỉ tương thích từ đời iPhone 4S trở lên. Hiện tại bây giờ chúng ta mới có nhận được cái phiên bản beta 1 mới của Apple. Thì theo như cá nhân mình đánh giá, một hôm mình sử dụng thì thấy cũng vẫn còn có nhiều lỗi. Ví dụ như là bị màn hình nó chưa thoát ra một cách hoàn chỉnh hơn này, hoặc là pin hiện tại bây giờ pin nó đang hơi tốn so với cái mức mình sử dụng bình thường. Cái kỳ vọng lớn nhất là chỉ có mong là nó sẽ mức độ hao pin nó bớt đi và nó sẽ chấp nhận hãng thứ ba vào dễ hơn, thì mình sẽ dùng được nhiều cái phần mềm tiện ích hơn cho nó. Dù còn vấp phải một số hạn chế, song iOS 8 vẫn khiến phần lớn người dùng hài lòng. Chỉ cần một số thay đổi trong việc nhận diện giọng nói tiếng Việt cũng đủ thấy Apple đã quan tâm hơn đến thị trường công nghệ Việt Nam. Đây có thể được xem như là tín hiệu vui đối với những ai là tín đồ của hãng công nghệ nổi tiếng này.